Cư dân mạng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Khả Ngân. Vinzy ngồi không cũng bị réo tên vào tin tức tình ái của bạn gái cũ Đạt Di. Đến thành phố Hồ Chí Minh sau 18 giờ, hàng loạt các hành khách đành phải ngủ lại sân bay. Bố bất chấp lao ra đường, chở bình oxy về nhà cứu con. Tiến hành thử nghiệm vaccine Nanocovax mũi 2 giai đoạn 3 đối với 12.000 người Hà Nội. Nishiya Monmichi, 13 tuổi, vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic nhỏ tuổi nhất Nhật Bản. Sau 3 ngày thi đấu, đội chủ nhà Nhật Bản đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020. Xảy ra sự cố nguy hiểm trong nội dung 3 môn phối hợp tại Olympic Tokyo. Số ca nhiễm cộng đồng COVID-19 tăng vọt, Trung Quốc quyết định xét nghiệm toàn thành phố 9 triệu dân. Bão cát tại Utah, Mỹ gây tai nạn kinh hoàng, 8 người không qua khỏi. Tàu chiến Anh đi qua vùng biển ngoài khơi Crimea, Nga tuyên bố có thể tung đòn tấn công không thể ngăn chặn. Hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản có hình đàn bi qua, khu du lịch đáng trải nghiệm. Xin chào TV, xin chào Net Lớp. Khánh Uyên chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Japan Daily Top News. Bản tin được phát sóng hàng ngày vào 20 giờ tối theo giờ Nhật Bản trên kênh Xin Chào TV thuộc ứng dụng Net Lớp và phát lại trên kênh YouTube Xin Chào TV. Đừng quên tải ngay app Net Lớp để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Và bây giờ Khánh Uyên xin mời quý vị và các bạn sẽ đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên Khả Ngân thường đăng tải những bài viết về tình trạng sức khỏe của bản thân. Điều này khiến khán giả không khỏi lo lắng về sức khỏe của cô. Được biết, ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân đang có mặt tại Hà Nội để quay phim trong vòng nửa năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Khả Ngân khiến fan lo lắng khi chia sẻ hình ảnh phải truyền nước tận 10 ngày liền và để lộ cánh tay gầy guộc, chằng chịt kim tiêm. Ngày 27 tháng 7, nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời tiết lộ Now I only have 42 kg. Không chỉ vậy, Khả Ngân còn chia sẻ hình ảnh ho ra máu và cho biết cảm giác ho xong nhổ ra toàn là máu. Đông đảo fan rất lo lắng cho Khả Ngân, khuyên cô nên chú ý hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Sau đó, quản lý của nữ diễn viên đã lên tiếng, cho biết rằng cách đây vài ngày, Khả Ngân đã bị sốt nhưng hiện tại đã ổn định, cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Mới đây, nữ ca sĩ Du Uyên đã đăng tải một ảnh được cho là của cô và bạn trai mới. Điều này sẽ không có gì kỳ lạ nếu cộng đồng không reo tên nam rapper Binzy liên hồi. Sau màn chia tay đầy sóng gió cặp đôi Đạt Di và Du Uyên, thì mới đây nữ ca sĩ đã lần đầu công khai bạn trai mới của mình. Khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã xảy ra nhầm lẫn giữa nam rapper Binzy với người đàn ông trong ảnh. Bên cạnh những ca khúc hay, Binzy còn được chú ý vì vẻ ngoài khuôn ngầu, khó nhầm lẫn. Do đó, mỗi khi có ai sở hữu vẻ ngoài hao hao như Binzy, cư dân mạng đều vô cùng quan tâm. Ngay sau đó, netizen đã phát hiện ra sự thật chàng trai trong ảnh không phải là Binzy mà là bạn trai của Du Uyên. Cũng phải thừa nhận một điều rằng Binzy và chàng trai này có góc nghiêng quá giống nhau. Một lần nữa, nam rapper lại bị réo gọi và tin tức tình ái dù chỉ ngồi không. Vài ngày trước, Binzy cũng đã trở thành tâm điểm chú ý khi bạn gái cũ của anh bất ngờ bị lộ cả tá ảnh nóng. Từ đó, loạt ảnh nhạy cảm được cho là của Binzy cũng bị đào lại. Sau khi chuyến bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh vào lúc 21:15, một số hành khách không có xe để về nhà, đành phải ngủ lại tại sân bay để chờ đến sáng. Một số người đành phải đi bộ ra đường Trường Sơn để chờ người nhà. Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định giờ giới nghiêm sau 18 giờ tối đối với người dân thành phố. Vì vậy, có nhiều hành khách sau khi bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đã phải ngậm ngùi ở lại sân bay. Vì luật ban hành quá gấp, hành khách cũng không trở tay kịp. Nhiều hành khách cho biết khi ở lại sân bay, nhân viên an ninh cũng đã hỏi han tình hình chung nhưng cũng đành chịu không giúp gì được. Đành phải để khách ngủ lại tại sân bay đợi đến khi sáng mới có xe để đón về. Đáng chú ý, có nhóm hành khách liên hệ được với tài xế xe có dán biển xe phục vụ phòng chống dịch Covid-19, trả phí cho tài xế để ghép nhiều người trên chuyến xe trở về nhà. Xe có biển phòng chống dịch mới dễ dàng được quy qua chốt kiểm soát, không bị kiểm tra. Cảnh sát giao thông trật tự công an quận Tân Bình trong khi tuần tra xử phạt người dân thành phố Hồ Chí Minh ra đường sau 18 giờ đã lặng người. Ngẹn ngào xúc động trước ông bố lao ra đường chở bình oxy về để cứu con trai bị u gan. Người đàn ông này tên Lê Đình Vân, 40 tuổi, vừa từ đường Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối bình oxy ở kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con trai bị u gan nguyên bào. Theo người này kể lại, vào khoảng chiều thì con trai anh cảm thấy mệt, bình oxy trong nhà đã cạn. Người cha chỉ đành cầm bệnh án của con lao ra đường để đi đổi một bình oxy khác. Bé được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 30 tháng 4 năm ngoái, không may tháng 3 vừa rồi bị tái phát lại. Gia đình đưa đi viện nhưng bác sĩ đã trả về, chỉ nằm ở nhà. Một bình oxy 40kg chạy được 24 tiếng với giá 400.000 đồng. Trong mùa dịch khó khăn, vợ chồng anh Vân đều không ổn định công việc, dành thời gian chăm sóc cho con, cuộc sống càng thêm chật vật. Tổ trưởng tổ công tác đã động viên chia sẻ cùng anh Vân, đồng thời nhắc nhở anh khi thật cần thiết hãy ra ngoài và cố gắng sắp xếp trước 18 giờ. Các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm mũi 2 cho 12.000 tình nguyện viên thuộc đợt 3B. Theo thông tin từ Học viện Quân y Bộ Quốc phòng, đợt tiêm thử nghiệm này được thực hiện sau khi hoàn thành tiêm mũi 2 cho 1.000 tình nguyện viên đợt 3A.
Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học, Học viện Quân y cho biết, trước khi tiêm thử nghiệm, các tình nguyện viên phải khai báo y tế, khám sinh hiệu, dò đo các chỉ số dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra cho nữ tình nguyện viên trong độ tuổi sinh sản xem có đang mang thai hay không, sau đó khám trước khi tiêm. 12.000 tình nguyện viên được tiêm theo tỷ lệ 2:1, tức là 2 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược, với nhóm liều duy nhất là 25mcg. Trước đó, 13.000 tình nguyện viên đợt 3A và 3B đã hoàn thành mũi tiêm thử nghiệm đầu tiên vaccine Nanocovax vào ngày 14 tháng 7. Sau đó, 1.000 tình nguyện viên đợt 3A hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào ngày 22 tháng 7. Các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định, không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến. Dự kiến ngày 15 tháng 8, các đơn vị sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 của giai đoạn 3. Được biết, vaccine phòng COVID-19 Nanocovax được Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phát triển từ tháng 5 2020, dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Việc thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ do Bệnh viện 2 tỉnh phía Bắc và phía Nam tự làm đầu mối triển khai. Mới đây, nữ vận động viên Nishiya Momiji, 13 tuổi, đã trở thành vận động viên giành huy chương vàng Olympic trẻ tuổi nhất của Nhật Bản sau khi giành chiến thắng trong nội dung trượt ván đường phố dành cho nữ tại Olympic Tokyo. Vận động viên Nishiya, 13 tuổi, phá kỷ lục của Iwasaki Kyoko, vừa chiến thắng nội dung bơi ếch 200m nữ tại Thế vận hội Barcelona 1992 khi cô 14 tuổi. Nishiya nói rằng cho đến giữa cuộc thi, cô vẫn nghĩ mình sẽ không thể chiến thắng, nhưng mọi người xung quanh đã cổ vũ cho cô. Cô cũng cho biết chính điều đó đã giúp cô thực hiện bài thi tốt hơn trong phần về sau. Về việc trở thành nhà vô địch Olympic trẻ tuổi nhất của Nhật Bản, vận động viên thiếu niên nói rằng cô đã rất vui vì đã lập được kỷ lục này. Cũng trong nội dung này, vận động viên trượt ván 16 tuổi Nakayama Funa của Nhật Bản giành được huy chương đồng. Sau 3 ngày thi đấu, đội chủ nhà Nhật Bản đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020. Đoàn Trung Quốc đã bị tụt xuống vị trí thứ 3. Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020. Trong ngày thi đấu 26 tháng 7, đoàn thể thao Nhật Bản đã giành được thêm 3 tấm huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Thành tích này đã giúp đoàn chủ nhà có được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng huy chương với 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Vị trí thứ hai dành cho đoàn thể thao của Mỹ khi có trong tay 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Tuy nhiên, đoàn của Mỹ được dự báo là sẽ bứt tốc trong những ngày tới khi họ bước vào những môn thi đấu chủ lực. Trong khi đó, 2 ngày sau liên tiếp dẫn đầu, đoàn thể thao Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 3 do không có thêm tấm huy chương vàng nào trong ngày hôm nay. Hiện tại, đoàn Trung Quốc hiện có 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Tại Olympic Tokyo, khi phần thi 3 môn phối hợp dành cho nam vừa bắt đầu thì một sự cố trớ trêu đã xảy ra khiến phần thi phải được bắt đầu lại. Được biết, ngay sau khi tiếng còi xuất phát của trọng tài vang lên, các vận động viên thi đấu nội dung 3 môn phối hợp dành cho nam đã lao xuống nước để thực hiện phần thi bơi đầu tiên. Tuy nhiên, một chiếc tàu chở các camera ghi hình vẫn chưa rời khỏi vị trí và đang chắn ngang đường của rất nhiều vận động viên khác. Những vận động viên đã nhảy xuống nước rồi thì cứ thế mà bơi, còn những ai chưa nhảy xuống thì không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi phần bắt đầu thi của bộ môn này bị buộc phải hủy. Những vận động viên đã bơi được một đoạn thì đành phải quay lại, chờ để làm lại từ đầu. Thậm chí có những vận động viên không để ý đến việc này vẫn bơi thẳng một mạch ra biển khiến các trọng tài phải dùng thuyền đuổi theo để đưa các vận động viên này trở lại vạch xuất phát. Thật may là không vận động viên nào bị thương bởi sự cố này, bởi nếu tàu lao vào vận động viên thì đây không chỉ là một sự cố nữa mà sẽ là một tai họa. Một số bình luận viên của Anh đã nói rằng họ chưa bao giờ thấy một sự cố như thế nào ở Olympic và gọi là tình cảnh đó là hỗn loạn. Cũng có những người cho rằng các vận động viên đã nhảy xuống và bơi được một đoạn thì thật thiệt thòi vì họ vừa mất sức vừa bị ảnh hưởng đến tinh thần. Ủy ban Y tế Quốc gia NHC tại Trung Quốc thông báo có 76 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày, tăng từ số ca mới trong ngày được ghi nhận trước đó. Ủy ban Y tế Quốc gia NHC của Trung Quốc thông báo có thêm 76 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong ngày, tăng hơn gấp đôi so với 32 ca được ghi nhận một ngày trước đó. Trong số ca nhiễm COVID-19 mới có 40 ca nhiễm cộng đồng so với 5 ca được công bố hôm qua, gồm 39 ca được ghi nhận ở tỉnh Giang Tô và 1 ca ở tỉnh Liêu Ninh. Giới chức Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, bắt đầu tiến hành đợt xét nghiệm COVID-19 tại Đại Trà lần thứ 2 trong thành phố với 9,3 triệu dân. Giới chức Nam Kinh cũng đã nâng mức cảnh báo nguy cơ COVID-19 lên mức trung bình tại một số khu vực và lên mức cao đối với một số khu vực khác. Trước đó, giới chức Nam Kinh đã tạm thời dừng dịch vụ tàu điện ngầm và phong tỏa một số khu vực để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, NHC thông báo có thêm 24 ca nhiễm không có triệu chứng, vốn không được xem là ca COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục. Một cơn bão cát đã gây ra tai nạn liên hoàn liên quan đến 22 chiếc xe trên một cao tốc thuộc tiểu bang Utah của Mỹ, khiến 8 người không qua khỏi. Vụ tai nạn xảy ra theo giờ địa phương trên cao tốc Interstate 15 gần thị trấn Kanosh, Utah. Vì là cuối ngày nghỉ, thời điểm xảy ra tai nạn thường là lúc lưu lượng xe trên tuyến đường này tăng cao.
Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc Utah cho biết ít nhất 10 người đã phải nhập viện sau vụ tai nạn, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ mặt đất và trên không đã được huy động để di chuyển các nạn nhân. Vụ tông xe liên hoàn xảy ra lúc trận bão cát nổi lên khiến người điều khiển phương tiện không thể nhìn rõ đường. Phía cảnh sát cho biết 5 người trong số 8 người không qua khỏi cùng ngồi chung một chiếc xe, trong khi 2 người khác chung một xe và còn một người ở lại ở một chiếc xe khác. Cao tốc Interstate 15 tiếp tục đóng cửa đến tối 25 tháng 7. Xe cộ được điều hướng sang tuyến đường khác. Nhiều người thời điểm đó đang trên đường về nhà sau kỳ nghỉ cuối tuần mừng một ngày lễ của bang Utah. Tổng thống Putin đưa ra cảnh báo hải quân Nga có thể thực hiện đòn tấn công không thể ngăn chặn nếu cần. Lời cảnh báo được đưa ra chỉ sau vài tuần khi một tàu chiến Anh đi qua vùng biển ngoài khơi Crimea khiến Moscow phải phản ứng. Ông Putin phát biểu trước lễ diễu hành của hải quân Nga tại San Petersburg. Hải quân Nga sở hữu đầy đủ mọi thứ để cần bảo vệ tổ quốc và các lợi ích của quốc gia. Chúng ta có thể phát hiện mọi kẻ thù dưới nước, trên mặt nước hoặc trên không và nếu cần thiết có thể thực hiện những đòn tấn công không thể ngăn chặn để đẩy lùi các kẻ thù này. Trước đó vào tháng 6 năm 2021, ở Biển Đen đã xảy ra một sự cố lớn. Nga khẳng định đã nổ súng cảnh báo và thả bom vào đường đi của một con tàu chiến Anh để đuổi tàu này ra khỏi bán đảo Crimea. Anh phủ nhận tuyên bố của Nga về vụ việc. Thay vào đó, anh đã cho rằng Nga đã nổ súng để thông báo về cuộc tập trận sử dụng súng và không có việc thả bom gần tàu chiến. Nga đã sáp nhập Crimea hồi 2014. Điện Kremlin lên án tàu chiến Anh đã xâm phạm lãnh hải Nga. Tuy nhiên, anh đã cho rằng vùng biển này thuộc Ukraine. Nằm ngay trung tâm của tỉnh Shiga, hồ có hình dạng giống đàn biwa nên tên của hồ cũng được đặt tên theo loại đàn này. Hồ biwa có nhiều địa điểm thú vị để bạn trải nghiệm, từ bơi lội và du thuyền cho đến đi dạo và khám phá đến các hòn đảo. Từ Kyoto, bạn có thể đến với bãi biển Omimaiko, nơi nghỉ mùa hè nổi tiếng nằm ở phía tây của hồ biwa, với bờ cát trắng và khu rừng thông rờ mát. Ở đây cũng có rất nhiều chỗ nghỉ chân từ nhà nghỉ bình dân đến khách sạn hạng sang. Gần như tất cả đều có dịch vụ onsen nên các bạn đừng ngại bỏ qua trải nghiệm thú vị này nhé. Ngoài ra các bạn có thể vi vu cáp treo nhanh nhất Nhật Bản lên núi Horai, tiến vào thung lũng Biwako. Từ đây bạn có thể có một cái nhìn bao quát từ trên cao với phía dưới là hồ Biwa với không khí mát mẻ. Đây cũng là nơi lý tưởng để thực hiện việc cắm trại với các khu cắm trại Okubiwako ở phía bắc khu hồ. Khu cắm trại là địa điểm lý tưởng để các bạn có thể tổ chức các hoạt động như BBQ, bơi lội, chèo thuyền. Khu cắm trại cũng chỉ cách ga Nakahara 30 phút đi bộ. Ở đây bạn có thể mượn thêm xe đạp để tiện cho việc đi lại, giá thuê là 500 yên một ngày. Và thưa quý vị, chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Khánh Huyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vào lúc 20 giờ tối theo giờ Nhật Bản. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Khánh Huyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Netlove.